Tập ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được, áp dụng rất rất là nhiều bài. Một lần gian dở, disco nhịp 24, bùm, đánh bằng tay nè, thì nó dễ hơn. Bát chát đập chát, bát chát đập chát, nhịp 24, bát chát đập chát. Làm cho nó quen nhịp trước, sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau, là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau, em hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắt son một lòng. Dẫu khổ thế nào, tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng. Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Cái tay quay nha anh em, thì mình sẽ giãn cái dây ra. 6 dây dây này cũ rồi, thì khách đến thay bộ dây C139 thì mình sẽ thay giúp cho khách. Thì mình giãn cái tay quay thì mình quay nó ra nó rất là nhanh luôn. Mình giãn dây ra xong rồi mình cắt cái dây rồi mình mới thay dây mới vô. Tay quay này nó rất là hay luôn nha anh em. Đối với cái dây số 1 á, mà đàn lát xích hay là đàn dây sắt cũng vậy, chúng ta cũng quấn nhiều vòng vô anh em nha. Chứ anh em đừng có cắt dây, chúng ta cứ để dây nè, chúng ta giữ lại rồi chúng ta dùng cái tay quay này chúng ta quấn nhiều vòng vô. Hai bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Dạ, đặt hàng sớm đi chẳng ưu đãi à, tặng kèm giáo trình nè, tặng kèm tay quay, tặng kèm hộp đựng bích và miễn phí vận chuyển tận nơi. Tập chuyển những cái thế tay hợp âm bên tay trái, còn tay phải thì chúng ta chỉ cần rải nhẹ 6 giây. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miên tay, là chúng ta chuyển qua hợp âm thế tay son trưởng. Tay quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày, rất là dễ ha. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miên tay. Má em khoái anh rồi, anh không lấy anh em làm sao. Muốn nâng cao thì chúng ta có thể là tập những cái thế tay hợp âm chặn, cũng là la thứ nè, rồi xuống son trưởng nè, rồi pha trưởng nè. Đó, tập những hợp âm chặn, hoặc là chúng ta có thể quạt thêm, hoặc xoắn đuôi gì đó thì tùy. Bây giờ vô thử nha. Anh là cái mi cười, em là dấu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thì cần lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe nè, em thương anh lắm đó mình ơi. Bấm đăng ký theo dõi kênh ngay để xem những bài tập guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 Phút. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bích cúp dán AD35, đây là dây đi theo kèm với bích cúp dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bích cúp. Có 6 ly thì chúng ta gắm vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ pickup AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị bạn đặt ngay tại cách để giúp cho anh em tiến bộ, anh em cảm âm được tốt hơn, không cần nhìn hợp âm sau này. Đó chính là cái bài hát mà anh em yêu thích, là anh em phải học thuộc lòng bài hát đó. Ví dụ bài Thành Phố Buồn nè, bắt đầu chúng ta học thuộc từng đoạn nhỏ, điệu siêu rock nè, 3 2 hai nhịp chân nè. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh có nguyên góc thông già. Chiều đang tay nghe nắng chan hòa, nhịp chân theo ạ, nắng hôn hè làm hồng của em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Tập mỗi ngày thì từ từ chúng ta cũng sẽ tập được thôi. Anh em nhớ đấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài tập guitar tiếp theo. Đây nha, một cái đàn mà anh em chơi hoài được hoài luôn, mà gỗ thông, tiếng sẽ rất vang. Tản to chúng ta cũng dễ dàng bấm nữa. Có ti chỉnh không cần vô đồ bền lâu hơn. Và đây thì mình sẽ đánh thử vào âm thanh mộc quay bằng điện thoại.
C100 này chỉ có 1.000.000 đồng thôi, và hãy tặng một cái bao đựng đàn, tặng kèm một cái giáo trình cùng học đàn của chương trình Guitar 5 phút đâu tận nơi miễn phí trong thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong thành phố Hồ Chí Minh như các anh chị các bạn có thể nhanh tay đặt hàng ở số bên dưới. Đây là Cabo S9 đang kẹp trên cây đàn Classic. Rồi khi mà chúng ta không dùng thì chúng ta lấy ra nó sẽ rất là bền. Cabo này thì chúng ta sẽ có 3 đầu, 3 đầu để chúng ta thay thế cho đàn Classic, cho đàn điện hay là cho đàn acoustic đều được luôn. Dùng là Classic thì chúng ta dùng chữ CL, còn không thì chúng ta tháo ra chúng ta dùng đàn acoustic thì chúng ta dùng chữ AC. Rất là dễ luôn, thay đầu rất là dễ luôn để chúng ta kẹp. Khi không dùng chúng ta tháo xuống thì nó rất là bền, bởi vì lò xo nó không có giãn. Cabo S9 cực kỳ cao cấp, với giá ưu đãi chỉ có 139.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc và được tặng kèm một giáo trình khi mà chúng ta mua sản phẩm này.